Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì như tựa đề video thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tìm và cài đặt một trò chơi phải gọi nói là hiện khá sốt sốt xình xịch luôn đấy trên iOS. Đó là có tựa tên mình không biết phải nói tựa tên game như thế nào. Thôi thì cứ gọi nó là game vừa rain vừa la đi. Đây, tựa game này đây. Thì do hiện tại là mình đang quay video cho nên là mình sẽ không thể nào sử dụng cái mic này để la, để hét hét lên cho con vật này nó bay lên để vượt qua chướng ngại vật này được, cho nên mình chỉ mở được như này thôi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tìm và cài đặt cho nó. Thì nếu như điện thoại của các bạn mà đã có cài đặt app VN trong máy rồi đấy, hay app VN đây, thì các bạn có thể lên app VN để download về. Đây là những tựa game hot mới nhất đây. Chỉ cần nhấn vào cái chữ đây, game thôi. Đây là tựa game ở đây. Một tựa game khá là hot mà phải nói là luyện giọng, hay là luyện thanh với luyện giọng với lại làm đau họng cũng rất tốt. Mình thử chơi và thử la thử hét rồi, giờ mình đang cảm thấy là khá là rát cổ, thật là kinh khủng. Đây các bạn có thể lao về, hiện tại thì nó mới chỉ có một phiên bản duy nhất là 1.1.1 thôi, kích cỡ 10 MB, một tựa game khá nhẹ nhàng. Đó, mình chỉ đã nào tải về rồi, mình vừa demo cho các bạn xem đấy. Còn cách đây là cách đầu tiên. Cách thứ hai các bạn có thể lên UC để đào về. UC đây các bạn được. Mình thì cũng lấy sẵn đây rồi. Đây lên UC. Thì đây. Thì do tìm kiếm trên Search Play thì nó rất là lòng vòng và khó kiếm. Nếu các bạn nào mà Android chạy 6.0 thì dễ. Còn mà từ dưới 4.6.0 trở xuống thì tìm cực kỳ khó. Đây, các bạn có thể nhấn nhấn vào đây. Các bạn có thể nhấn vào đây tải về cũng được. Đây. Cho các bạn coi một vài phút demo tựa game này coi này. Đây là khi các bạn lên có thể lên một đường tắt vào Play Store đây. Còn nếu mà đi theo đường chính thống thì chắc là có bạn sẽ tìm được, có bạn sẽ không tìm được cái tựa game này đâu. Hoặc là nếu các bạn muốn cài APK thì cũng được, để mình tìm kiếm thêm xem đã, xem có trên App VN hay không. Đó là cách thứ hai. Và chúc các bạn cài đặt thành công. Và nếu các bạn thấy video mình hay hữu ích thì hãy nhấn like, share, subscribe và nhớ đăng ký kênh mình. Vâng, xin cảm ơn.